Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn khoa học lớp 5, bài 69. Chúng ta xem bài giảng của Thầy Liêm nếu các em thấy quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài 69 mình sẽ ôn tập về môi trường. Ôn tập môi trường và tự nhiên thiên nhiên nha. Giờ trước hết mình sẽ vào trò chơi đóng chữ. Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại phù hợp với từng nội dung sao. Câu số 1 là tính chất của đất bị xóa đã bị xóa mòn. Dòng số 2 là đồi cây đã bị đốn hoặc đốt trụi. Dòng số 3 là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Nếu bị tàn phá sẽ làm khí hậu bị thay đổi, lũ lụt hàng tháng xảy ra thường xuyên. Và dòng số 4 là của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên mà con người sử dụng. Và dòng số 5 hậu quả mà rừng phải chịu do việc đốt rừng làm nương rẫy, chặt cây lấy gỗ. Và cục dọc màu xanh là một loại bọ chuyên ăn các loại diệp cây. Giờ như vậy là mình sẽ thấy là dòng số 1 là tính chất của đất đã bị xóa mòn thì người ta gọi là đất bị bạc mèo. Đất đã bị xóa mòn thì người ta gọi là đất bị bạc mèo. Dòng số 2, đồi cây đã bị đốn hoặc đốt trụi thì người ta gọi là đồi chọc. Giờ tiếp theo là môi trường sống của nhiều động vật hoang dã quý hiếm. Khi bị tàn phá sẽ làm khí hậu bị thay đổi, thì chính là môi trường rừng. Nếu rừng là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, nếu mà rừng bị tàn phá sẽ làm khí hậu bị thay đổi, như là hạn hán lũ lụt. Dòng số 4, của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người sử dụng thì người ta gọi là tài nguyên. Đúng. Giờ dòng số 5, hậu quả mà rừng phải chịu do đốt rừng làm như vậy thì gọi là bị tàn phá. Đúng. Bị tàn phá. Và một loài bọ chuyên ăn các loài diệp cây chính là bọ rùa. Giờ sau đó mình sẽ điền các chữ cái vào để xem là đúng hay không nha. Giờ như vậy dòng số 1 thì mình sẽ điền bạc mèo vô. Mình sẽ gọi chữ cái thôi. Điền chữ cái thôi nha. Đúng. Dòng thứ hai, đầu cây đã bị đốn hoặc đốt trụi thì gọi là đồi chọc. Đúng. Giờ tiếp theo là dòng số 3 là môi trường sống có nhiều động vật hoang dã quý hiếm. Khi bị tàn phá sẽ làm khí hậu bị thay đổi, chính là rừng. Đúng. Giờ tiếp theo là dòng số 4, của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người sử dụng thì gọi là tài nguyên. Đúng. Và dòng số 5 là hậu quả mà rừng phải chịu
Do đúc dường làm nương dễ chính là bị tàn phá. Đúng rồi. Giờ như vậy là cái dòng màu xanh chính là bọ dừa. Giờ như vậy là mình xong trò chưa? Mình sẽ tiếp phần câu hỏi nhé. Giờ tiếp theo là hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. Câu số 1, điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí? Giờ như vậy đáp án này là không khí trở nên nặng hơn. Đáp án B là không khí bị ô nhiễm. Đáp án C là không khí chuyển động. Và đáp án D là không khí bay cao. Như vậy mình nhớ là nếu mà có quá nhiều khói khí độc thải vào không khí thì lúc này không khí sẽ bị ô nhiễm. Như vậy câu số 1 mình sẽ chọn đáp án D. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 2, yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước? Như là đáp án A là không khí, đáp án B là nhiệt độ, đáp án C là chất thải và đáp án D là ánh sáng trời. Như vậy chất thải chính là yếu tố làm cho nước bị ô nhiễm. Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án C. Giờ tiếp theo là câu số 3. Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường nặng? Trước hết là tăng cường làm thủy lợi. Như vậy là làm tăng cường làm thủy lợi sẽ là làm giảm ô nhiễm môi trường, đúng không? B là chọn giống tốt, cũng tăng năng suất một cách bền vững. Đáp án C là tăng cường dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Như vậy là chính là phân hóa học và thuốc trừ sâu sẽ làm ô nhiễm môi trường nặng. Những phân hóa học và thuốc trừ sâu rất là độc hại nên sử dụng nhiều sẽ rất là làm ô nhiễm môi trường đất và ảnh hưởng đến sức khỏe của người, của con người. Như vậy là câu số 3 mình sẽ được đáp án C luôn. Còn câu D thì tăng cường mối quan hệ giữa cây lúa và các sinh vật tiêu diệt. Tiêu diệt sâu hại lúa với sâu hại lúa. Như vậy mình thấy là đây là mình sẽ tăng cường mối quan hệ giữa lúa và các sinh vật tiêu diệt sâu hại lúa rất là tốt. Đúng. Đây là một yếu tố sinh học rất là tốt, không ảnh hưởng đến môi trường. Đúng. Giờ tiếp theo là câu số 4. Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch? Đặc điểm thứ nhất là dễ uống. Đúng. Như vậy là nước sạch rất là dễ uống. Đáp án B là giúp nấu ăn ngon. Đúng, nước sạch giúp mình nấu ăn ngon. Và đáp án C là giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da và đạo mắt. Đúng. Như vậy mình sử dụng nước sạch thì mình sẽ phòng tránh được những cái bệnh về tiêu hóa, bệnh ngoài da và đạo mắt. Đúng. Và đáp án D là không mùi không vị. Như vậy là trong bốn đặc điểm thì mình thấy là đặc điểm quan trọng nhất sẽ là tránh được cái bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, đúng không? Có sức khỏe thì mình sẽ làm được tất cả mọi việc. Như vậy câu số 4 mình chọn là C. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thầy giảng gì hãy bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em.